Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Arsenal vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin xoay quanh pháo thủ đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ, hãy đến ngay với những tin chính sẽ có trong bản tin pháo thủ ngày 14 tháng 8. Đừng quên để lại một like cho video, đăng ký kênh, chia sẻ và mua những vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết đang hiển thị trên màn hình và ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Arsenal quyết cứng rắn vụ Merino. Pháo thủ có quyết định với Ramsdale. Arteta và Odegaard được vinh danh. Tình hình nhân sự trước trận đấu gặp Wolves. Arsenal sở hữu hàng thủ bất khả chiến bại. Rõ ý định của báo chín ngón. Theo tìm hiểu của nhà báo David Ornstein, Arsenal đã từ chối lời đề nghị hỏi mượn thủ môn Aaron Ramsdale của Ajax vì muốn bán đứt hơn. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Lan vẫn lạc quan về sự thành công trong thương vụ trên. Nếu như Ramsdale rời khỏi Arsenal mùa hè này, câu lạc bộ sẽ cân nhắc chiêu mộ Juan Garcia của Espanyol thay thế. Cũng liên quan đến vị trí người gác đền, thủ môn Kane đã chính thức gia nhập Real Valladolid theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải. Theo trang Football Transfer, Arsenal đang cởi mở trong việc chia tay Takehiro Tomiyasu, nhưng cũng rất vui vẻ nếu như cầu thủ người Nhật Bản ở lại. Nếu một lời đề nghị phù hợp được gửi đến, pháo thủ sẽ cân nhắc bán Tomi trong những tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Ở một diễn biến khác, Ethan Nwaneri đã chụp ảnh cùng với đội 1 và sẵn sàng bước vào mùa giải đột phá 2024-2025. Điều tương tự cũng xảy ra với Miles Lewis-Skelly và Aiden Heaven. Đây cũng là những ngôi sao trẻ đã thi đấu nổi bật trong loạt giao hữu tiền mùa giải của Arsenal vừa qua. Thầy Tạ được vinh danh. Tờ ESPN vừa xếp hạng 4 cho huấn luyện viên Mikel Arteta trong bảng xếp hạng 50 huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu hiện nay. Dù mùa giải vừa qua không giúp cho pháo thủ giành được bất cứ một danh hiệu nào, tuy nhiên thầy Tạ vẫn được đánh giá rất cao vì tiến trình đưa Arsenal trở thành ứng cử viên vô địch Premier League như hiện tại. Trong danh sách trên, Arteta chỉ xếp sau những huấn luyện viên hàng đầu như là Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola. Trong khi đó, mùa giải thứ hai liên tiếp, đội trưởng Martin Odegaard đã lọt vào danh sách rút gọn giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA. Anh sẽ phải cạnh tranh với 5 ứng viên khác bao gồm Phil Foden, Erling Haaland, Rory, Cole Palmer và Ollie Watkins. Thông tin trước trận Arsenal Wolverhampton. Các sân cỏ tại ngoại hạng Anh đã sôi động trở lại vào cuối tuần này với loạt trận của vòng 1 mùa giải mới. Ở đó, Arsenal sẽ tiếp đón vị khách Wolves trên sân nhà Emirates vào lúc 21 giờ ngày 17 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Trọng tài Jared Gillett sẽ là người cầm còi trận đấu này. Các trợ lý trọng tài của ông bao gồm trọng tài phòng VAR Paul Tierney và trợ lý trọng tài VAR là bà Natalie Aspino. Về tình hình nhân sự, Takehiro Tomiyasu sẽ chưa thể góp mặt vì cần thêm nhiều tuần nữa để hồi phục. Trong khi đó, Jurrien Timber có thể sẽ được đăng ký vì được cho nghỉ ngơi ở giai đoạn tuyển mùa giải. Fabio Vieira gặp vấn đề ở lưng và chưa rõ khả năng góp mặt cho Wolves. Đặc biệt, người hâm mộ pháo thủ sẽ chờ đợi trận đấu đá chính chính thức đầu tiên của tân binh Calafiori vào cuối tuần này, có thể sẽ trong vai trò hậu vệ trái. Có thể nói, Arsenal sẽ có lực lượng mạnh nhất cho vòng đấu khai mạc của Premier League. Pháo thủ ra phán quyết với Real Sociedad. Dù tin tức về Mikel Merino liên kết với Arsenal đã tràn lan trên các mặt báo trong nhiều tuần qua, nhưng cho đến giờ thì pháo thủ vẫn chưa chốt đơn thành công cho thương vụ này. Theo cập nhật mới nhất từ El Diario Vasco, Arsenal chưa gửi lời đề nghị cho Merino, nhưng khẳng định sẽ không trả mức giá 30 triệu bảng mà câu lạc bộ xứ Basque yêu cầu. Lý do là bởi pháo thủ cho rằng mức định giá của Merino là quá cao với một cầu thủ sẽ hạn hợp đồng vào cuối mùa giải. Thay vào đó, anh chỉ đánh giá khoảng 25 triệu bảng. Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là đã yêu cầu rời khỏi Real Sociedad, nhưng Arsenal chỉ chấp nhận thỏa thuận nếu như câu lạc bộ của La Liga giảm giá bán. Hiện Merino đã trở lại tập luyện cùng với Real Sociedad vào tuần trước sau kỳ nghỉ hậu Euro. Sau khi Martin Zubimendi từ chối Liverpool, cơ hội để Arsenal sở hữu Mikel Merino đang là rất khả quan vì Sociedad chỉ chấp nhận chia tay một trụ cột. Nhà báo Fabrizio Romano trao đổi trên Code Offside. Tôi nghĩ điểm mấu chốt là việc hai câu lạc bộ có thể đạt được thỏa thuận về những điều khoản thanh toán và cơ cấu của thương vụ này hay không, bởi vì ngay cả giá trị của thỏa thuận cũng đã rõ ràng. Nó vẫn sẽ cao hơn con số 25 triệu euro một chút. Đó là số tiền mà Arsenal sẽ trả cho Merino, nhưng vấn đề đối với Real Sociedad là Merino không gia hạn hợp đồng, ít nhất là cho đến ngày hôm nay. Mong muốn của cậu ấy là chuyển đến Arsenal, cậu ấy chỉ chờ đợi Arsenal, và vì vậy tôi không nghĩ là tương lai của Martin Zubimendi sẽ ảnh hưởng đến Merino.
Đây cũng là cảm giác mà nội bộ Real Sociedad đang có. Họ sẽ đối mặt với nguy cơ mất đi cầu thủ này miễn phí, và đó sẽ là một vấn đề lớn đối với một câu lạc bộ như là Sociedad. Theo dữ liệu đến từ Transfermarkt, nếu như có thể bán đi Merino với giá 25 triệu euro thì đây sẽ là thương vụ bán cầu thủ có giá trị cao thứ 6 trong lịch sử của câu lạc bộ. Nên hiển nhiên là Sociedad sẽ không thể lãng phí cơ hội này, nhất là trong bối cảnh Merino chỉ còn lại chưa đầy 12 tháng trong bản hợp đồng và Sociedad thực sự đang phải đối mặt với viễn cảnh mất trắng một trong những cầu thủ giá trị nhất mà họ đang sở hữu. Theo ký giả Miguel Delaney, việc Arsenal sử dụng chiến lược đàm phán chậm rãi như vậy mục đích là để đạt được cơ cấu thanh toán tốt nhất cho thương vụ của Mikel Merino. Real Sociedad muốn nhận phần lớn khoản phí với số tiền trả trước lớn. Tuy nhiên Arsenal muốn trả tổng phí chuyển nhượng gần 21,3 triệu bảng, đã bao gồm cả phụ phí trong 3 năm. Huấn luyện viên Arteta cũng đã chuẩn bị mọi phương án để phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ đồng hương trong đội hình hiện có. Sự quyết tâm khoác áo pháo thủ của Mikel Merino là cơ sở để cho Arsenal có được lợi thế trên bàn đàm phán. Thỏa thuận vẫn dự kiến sẽ hoàn tất, nhưng có lẽ phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Pháo thủ đang sở hữu hàng thủ cực kỳ kiên cố. Theo ghi chép của nhà báo Sam Dean trên tờ Telegraph, hàng phòng ngự của Arsenal năm ngoái được ghi nhận là tốt nhất tại Premier League và hiện tại thậm chí còn tốt hơn. Bức tường phòng thủ trị giá 250 triệu bảng của pháo thủ đã được xây dựng từng viên gạch qua hàng năm và từng kỳ chuyển nhượng. Dưới thời của Mikel Arteta, Arsenal đã ký hợp đồng với 11 hậu vệ và cắt giảm 13 nhân sự ở cùng vị trí. Arsenal nhận cảnh báo về một mục tiêu. Thời gian gần đây xuất hiện tin đồn Arsenal muốn mượn tiền đạo Kingsley Coman một mùa giải và cầu thủ người Pháp cũng hào hứng chuyển đến Premier League. Tuy nhiên, cựu tiền đạo người Anh Darren Bent cho rằng Coman đã qua thời kỳ đỉnh cao và Arsenal nên cẩn trọng với thương vụ này. Có lẽ là Coman đang sa sút, bạn hiểu ý tôi không? Năm ngoái là năm đầu tiên mà cậu ấy không giành được danh hiệu vô địch quốc gia trong sự nghiệp của mình. Cậu ấy đang sa sút, nhưng cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Arsenal nên cân nhắc kỹ lưỡng trường hợp này. Quan điểm của Darren Bent không hẳn là không có cơ sở, khi mà hồ sơ chấn thương của Coman là điều đáng quan ngại. Mùa trước, cựu sao của PSG đã dính 5 chấn thương khác nhau và phải ngồi ngoài tới hơn 3 tháng. Không nhiều người tin Arsenal vượt mặt Man City. Trang chủ chính thức Premier League mới đây đã tổ chức cuộc khảo sát nhanh về dự đoán cho mùa giải 2024-2025. Trong đó, chỉ 3 trên 9 bình luận viên hàng đầu của xứ sương mù tin rằng Arsenal sẽ đăng quang vào tháng 5 năm sau, trong khi 6 người còn lại đều dành một phiếu cho Man City. 7 trên 9 bình luận viên tin Arsenal, Man City, Liverpool sẽ cán đích trong top 4. Vị trí còn lại sẽ xoay quanh Chelsea, Man United, Tottenham và Newcastle. Cụ thể, các danh thủ như là Michael Owen, Darren Bent hay là Leon Osman đều đặt niềm tin vào khả năng vô địch Premier League của Arsenal. Đồng quan điểm, chuyên gia Ali McCoy đặt niềm tin vào cơ hội vô địch của pháo thủ khi cho biết: "Tôi sẽ lựa chọn Arsenal. Lý do cho quyết định của tôi chính là từ sự phát triển không ngừng nghỉ của họ. Mikel Arteta đã làm một công việc tuyệt vời và Arsenal bây giờ thực sự là đội bóng rất đáng xem. Tôi nghĩ là họ sẽ trải qua thêm một mùa giải tuyệt vời và lần này Arsenal sẽ vượt mặt Man City để giành chức vô địch Premier League." Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Anh Sam Allardyce cũng cho rằng Arsenal sẽ lật đổ Man City ở mùa giải tới. Ông nói: "Tôi nghĩ là Arsenal đã phát triển 2-3 mùa giải vừa qua và họ đã tiến rất gần đến chức vô địch vào năm ngoái, nhưng lẽ ra họ phải vô địch. Nhưng cuối cùng thì họ đã vượt mất nó. Tôi nghĩ là lần này đội hình của Arsenal đã tốt hơn, có nhiều sự bổ sung hơn. Họ đã ở rất gần với đẳng cấp của Man City và đó là lý do tại sao mà tôi chọn Arsenal lên ngôi thay vì Man City." Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hôm nay của chúng mình. Đừng quên để lại một like cho video và mua các vật phẩm liên quan đến pháo thủ để làm kỷ niệm. Đường link chi tiết được gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.